chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Biết được mệnh trời, nổ lộc trúng lớn, trả sạch nợ nần, còng lưng gánh không hết của, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh 1962 thân mến, Tử Vi học có nói rằng, mỗi người sinh ra vào các giờ giấc khác nhau, ngày tháng khác nhau, thì nằm trong cung mệnh khác nhau và mang một lá số tử vi khác nhau. Người tuổi Nhâm Dần thường có tính cách chính trực, thẳng thắn, hết lòng vì công việc, nên sự nghiệp của họ thường thuận lợi và thành công. Người tuổi Nhâm Dần có cuộc đời khá mạnh mẽ về tiền tài, càng về sau càng là làm ăn phát triển thịnh vượng, vốn là những người thông minh, thấu hiểu thiên cơ, lại được trang bị kiến thức, nên dù ở trong hoàn cảnh nào, họ cũng làm ra tiền bạc và hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Đối với người tuổi Nhâm Dần làm kinh doanh buôn bán, tuy bận rộn lo toan, vất vả, song lộc đến khá lớn. Vì tốt bụng nhiệt tình nên vận số cuộc đời luôn có quý nhân vây quanh và được trời ban cho nhiều điều tốt điều đẹp. Trong video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi rất hữu duyên được chia sẻ tới quý khán giả chi tiết về các phương diện, công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Trong 12 con giáp, tuổi Nhâm Dần sinh 1962 là biểu tượng cho con hổ, sinh vật ở vị trí thứ 3. Trong chuỗi này, loài vật này được coi như là vị chúa tể của rừng xanh, hoặc được gọi một cách dân dã là ông cọp. Hổ tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và trí tuệ. Người tuổi Dần yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang và thành công rực rỡ cho mình. Đặc biệt, họ là người mạnh mẽ, quyền uy, thường không dễ bị áp bức hay bị vu khống. Nhìn chung, những người mệnh tuổi Nhâm Dần 1962 cầm tinh con hổ, nên họ thường đam mê quyền lực giống như hổ, là chúa tể rừng xanh vậy, luôn có tham vọng rất lớn. Đối với họ, một khi đã xác định được mục tiêu của mình, thì họ sẽ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để chắc chắn rằng họ sẽ là người cực kỳ thành công trong xã hội này. Nhâm Dần thường yêu thích sự tĩnh lặng, họ yêu quý cuộc sống gia đình đầm ấm và yên vui. Họ là hình tượng mẫu mực của gia đình, cho dù đi bất cứ đâu hay làm bất kỳ việc gì, thì trong tâm trí họ luôn hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu thương và làm cho họ được hạnh phúc. Nhâm Dần thường sống ngay thẳng, chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng, sâu xa mà không giấu giếm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồn cúi, tâm hồn trong sáng, không chút phần đục. Tuy nhiên, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham tiền bạc, hay chỉ trích người khác, chăm bàn tán chuyện thị phi, lại thiếu nhẫn nại hay dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao, lại thêm bản tính quá cương trực, ghét nói chuyện đẩy đưa, nên ra ngoài xã hội rất dễ gặp chuyện mâu thuẫn với mọi người, bị mọi người ghét bỏ xa lánh. Đời sống tình cảm khá ổn định, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối, bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Sự nghiệp của người tuổi này khá phát triển, bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm. Chỉ cần định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên, nếu gặp phải khó khăn thì họ dễ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Nhâm Dần 1962 là kiểu người minh bạch, hiểu rõ những việc gì mình cần làm, tinh thần nghiêm túc trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc tại cơ quan và không mang việc về nhà để làm, vì khi về đến nhà, họ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian đó cho những người thân yêu của mình. Nhâm Dần luôn dịu dàng, biết cảm thông và chia sẻ đối với một nửa của đời mình. Tuy nhiên, đôi lúc họ thường trầm lặng và không biết phải nói gì, khiến cho người kia không cảm nhận được tình cảm và chân tình của mình. Bất kỳ mệnh tuổi nào cũng không thể thật sự hoàn hảo, nếu có điểm tốt thì sẽ có điểm yếu, song hành chủ yếu là ít hay nhiều mà thôi. Đối với mệnh tuổi Nhâm Dần cũng vậy, ngoài những đặc điểm trên, họ còn có điểm yếu, chính là sự cố chấp không bao giờ chịu nghe lời hay sự góp ý kiến của bất kỳ ai. Xét về thực tế, tuy nói tính cách khá bốc đồng, nhưng họ cũng muốn có một người bên cạnh để chỉ ra những điều sai, điều đúng và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Người tuổi Nhâm Dần là người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển, thái độ chân thành của người tuổi Nhâm Dần.
sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không khoanh tay đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng. Họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Phía sau vẻ oai hùng, người tuổi Nhâm Dần còn ẩn chứa một sức mạnh kiên định. Chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ ngồi vào ngôi báo của bậc quân vương. Nhâm Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyết đoán, nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục tùng người khác, cũng không thích bó buộc. Họ thích đón nhận những thách thức mới, dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này. Người tuổi Hổ rất được lòng mọi người. Họ thông minh, nhân hậu, có cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người. Vẻ ngoài tự tin khiến nhiều người kiêng nể. Đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Nhâm Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, có quyền lực trong tay. Người tuổi Nhâm Dần được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt. Dù là làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời ban. Tuy nhiên, bản mệnh hành xử nên cẩn trọng, chớ thấy thắng lợi nhiều mà bất cần. Chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. Theo tử vi, vận mệnh của Nhâm Dần được phát triển rực rỡ về mặt sự nghiệp, tài lộc cũng được sung túc hơn. Để có được sự nghiệp vững vàng thì việc cực khổ trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, bạn cần phải luôn ghi nhớ, phải thật bình tâm, không nên lỗ mãn hành sự để giảm bớt được sự thất thoát không đáng có. Nhâm Dần có một cuộc đời gặp khá nhiều sự may mắn. Khi tuổi còn nhỏ, số bản mệnh tuổi Nhâm Dần đã có phúc đức, cho nên cuộc sống cũng sẽ có nhiều cơ hội thuận tiện. Để có thể hoàn thành sự nghiệp dễ dàng hơn, ở trung vận thì đã có thể thấy được kết quả sự nghiệp, về hậu vận thì sẽ được thảnh thơi an nhàn và sung sướng. Có kết luận chắc chắn rằng tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc đời, không mấy khi gặp cực khổ hay sự rủi ro, mà trái ngược lại được hưởng nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nữ mệnh tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời. Thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp. Vào tiền vận, nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi thì lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại, gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Nam mệnh tuổi Nhâm Dần là người có trí tuệ, có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông họ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Càng lớn tuổi kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Nam mệnh có nhiều tự tin nơi tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây bắt đó, đứng núi này trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động, từ đầu tư sự nghiệp cho đến gia đình. Với dáng dốc rất thanh tú, nói chuyện vui vẻ được lòng người, đã góp phần lớn vào sự thành công trong thời tiền vận. Nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn là làm việc, nên sự nghiệp chống tàn, phải buông ba trôi nổi nhiều nơi, trung niên mới tạm ổn định. Nếu biết tu tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật mà đối xử thì sự nghiệp càng hưng thịnh, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, phải nhờ con cháu mà an nhàn. Quý khán giả thân mến, người tuổi Nhâm Dần sinh 1962, mang theo mình những đặc trưng nổi bật của con giáp Hổ, biểu tượng của sự mạnh mẽ, kiên cường và quyết đoán. Với mệnh quá lâm chi hổ, hổ qua rừng, họ được ví như những con hổ dũng mãnh, vượt qua mọi thử thách trong rừng sâu, trải qua một cuộc đời đầy thăng trầm, nhưng cũng không kém phần vinh quang. Người tuổi Nhâm Dần thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và tự tin. Họ luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, không ngại khó khăn và gian khổ. Tính cách của họ được định hình bởi sự dũng cảm và lòng kiên định, luôn đặt mục tiêu cao và nỗ lực hết mình để đạt được. Bên cạnh đó, họ cũng rất trung thực, chân thành và có lòng trắc ẩn, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Dần cũng có thể trở nên khá cứng đầu và bảo thủ. Họ đôi khi quá tự tin vào khả năng của mình, dẫn đến việc không lắng nghe ý kiến của người khác.
Điều này có thể gây ra một số khó khăn trong các mối quan hệ cá nhân và công việc. Trong suốt 63 năm cuộc đời, người tuổi Nhâm Dần đã trải qua nhiều may mắn và thành công. Họ thường gặp được những cơ hội tốt trong sự nghiệp, có những thời điểm thăng hoa với những thành tựu đáng kể. Sự quyết đoán và nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp họ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và đáng tự hào. Bên cạnh đó, họ cũng có một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc, được mọi người yêu mến và tôn trọng. Những may mắn trong cuộc đời người tuổi Nhâm Dần thường đến từ sự cố gắng và lòng kiên định của họ. Sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè cũng đóng một vai trò quan trọng giúp họ vượt qua những khó khăn và đạt được thành công cuộc đời. Người tuổi Nhâm Dần không thiếu những thách thức và khó khăn. Họ đã phải đối mặt với nhiều biến cố, từ những khó khăn trong sự nghiệp, vấn đề tài chính, cho đến những thách thức trong các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, với tinh thần kiên cường và sự quyết tâm, họ đã vượt qua tất cả. Một trong những thách thức lớn nhất mà người tuổi Nhâm Dần phải đối mặt là sự thay đổi không ngừng của cuộc sống và công việc. Họ phải học cách thích nghi với những biến động và tìm ra những giải pháp sáng tạo để vượt qua khó khăn. Sự kiên nhẫn và lòng tin vào bản thân đã giúp họ không gục ngã trước những thử thách. Nhìn lại 63 năm đã qua, người tuổi Nhâm Dần có thể tự hào về những thành tựu mà mình đã đạt được. Họ đã xây dựng được một sự nghiệp ổn định, một gia đình hạnh phúc và được mọi người kính trọng. Những bài học từ những thách thức và khó khăn đã giúp họ trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Bước vào giai đoạn tuổi già, người tuổi Nhâm Dần nên học cách thư giãn và tận hưởng thành quả của mình. Họ cần chú ý hơn đến sức khỏe và tìm kiếm niềm vui trong những hoạt động nhẹ nhàng ý nghĩa. Đồng thời, họ cũng nên duy trì những mối quan hệ thân thiết và truyền lại kinh nghiệm bài học quý báu cho thế hệ sau. Cuộc đời người tuổi Nhâm Dần sinh 1962 là một hành trình dài đầy thăng trầm, nhưng cũng không kém phần vinh quang. Từ những thử thách đã vượt qua, họ đã rút ra những bài học quý giá, trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Sự quyết đoán, kiên nhẫn và lòng chân thành đã giúp họ xây dựng một cuộc sống đáng tự hào và tiếp tục là nguồn động lực để họ vượt qua những thách thức phía trước. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Sự nghiệp và tài chính sẽ có rất nhiều thách thức cho tuổi Nhâm Dần trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Nhưng đây là cơ hội để tuổi Nhâm Dần có thể mở rộng mối quan hệ và phát triển bản thân trong sự nghiệp. Theo tử vi, tuổi Nhâm Dần sẽ có một vài vấn đề. Tuy nhiên, đây là cơ hội rất tốt để phát triển kinh nghiệm và kỹ năng về tài chính. Tuổi Nhâm Dần cần phải cẩn thận, không nên đầu tư vào những dự án may rủi. Theo tử vi tuổi Nhâm Dần, đây sẽ là thời điểm có nhiều biến động và mang đến thật nhiều cơ hội. Còn về phương diện sức khỏe, những người mạng tuổi Nhâm Dần cần phải quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe, tránh gây stress trong công việc. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính của cuộc sống trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Công việc làm ăn, cơ hội phát triển vẫn sẽ đến với Nhâm Dần trong 2 tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này. Những thay đổi hay bước ngoặt hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đôi khi còn gây choáng ngợp. Các mối quan hệ nên được xử lý dĩ hòa vi quý, tránh tranh chấp xung đột. Thời điểm này, người tuổi Nhâm Dần có thể cân nhắc chuyển đổi lĩnh vực hoặc công việc. Tuy nhiên, nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng quá nóng nảy, vội vàng. Đối với người tự kinh doanh, công việc sẽ gặp khó khăn và đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực lớn. Để vượt qua nhiều thử thách nên tìm cách hợp tác và liên kết để đạt kết quả tốt hơn là làm một mình. Đối với người làm việc trong cơ quan nhà nước, sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, dễ dàng đạt được mục tiêu. Người tuổi Nhâm Dần nên kiên nhẫn và xây dựng quan hệ tốt, cũng như tận dụng các mối quan hệ trong gia đình. Đối với người mới khởi nghiệp, không nên mở rộng hoặc phát triển quá nhanh. Thay vào đó, hợp tác và liên kết kinh doanh sẽ mang đến may mắn hơn. Nên lắng nghe ý kiến của bạn bè và tìm kiếm cơ hội, không nên hấp tấp và đầu tư quá nhiều tiền bạc. Xét về phương diện tài lộc trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Tình hình tài lộc của người tuổi Nhâm Dần ở mức bình thường, có thu nhập nhưng chi tiêu lớn. Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn về tiền bạc,
người tuổi Nhâm Dần sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân hay gia đình, người thân. Để kích cầu về tài lộc, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Dần nên sử dụng các thứ như chuột ôm tiền hay gậy như ý, ngũ phúc lâm môn. Trong thời điểm người tuổi Nhâm Dần nên tập trung vào mục tiêu của mình, không chấp nhận thất bại. Trong những thời điểm khó khăn, những đặc điểm này sẽ giúp bản mệnh đạt được những tầm cao mới trong sự nghiệp và tài chính. Người tuổi Nhâm Dần cũng nên lập kế hoạch hợp lý cho các chi phí tài chính và tiết kiệm tiền để duy trì sự phát triển và thịnh vượng phù hợp. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, báo hiệu có những khoản chi bất ngờ nên cần có tiền dự phòng. Tuổi Nhâm Dần được khuyên nên tránh xa việc mua sắm tràn lan và hạn chế sự bốc đồng của mình trong mọi khía cạnh, từ tình yêu, sự nghiệp cho đến chi tiêu. Đặc biệt, trong thời điểm này sẽ mang đến những cơ hội mới và thú vị về sự tăng trưởng, phát triển các tài sản tài chính. Bản mệnh luôn tìm hiểu thay đổi của thị trường để có những động thái đầu tư đúng đắn, giúp mang lại nguồn tài chính lớn và thành công cho người tuổi Nhâm Dần. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, những người tuổi Nhâm Dần được khuyên nên kiểm soát căng thẳng và thực hiện các bài tập thở, tập yoga hàng ngày để duy trì sức khỏe, thể chất và tinh thần. Thiền có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Người tuổi Nhâm Dần nên bỏ thuốc lá để tăng cường trí óc và ý chí của mình, vì Nhâm Dần là biểu tượng của sự quyết tâm, sức mạnh tinh thần và thể chất cao. Người tuổi Nhâm Dần nên phòng bệnh, và khi có bệnh cần đến ngay bác sĩ chuyên khoa, bất cẩn là không được phép. Người tuổi Nhâm Dần phải duy trì sức khỏe, tinh thần và thể chất tốt để tận dụng tối đa những đặc điểm bên trong của bản thân. Tuổi Nhâm Dần trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 phải lưu ý các bệnh liên quan tới huyết áp và chú ý bệnh tật lâu khỏi, đặc biệt phải chú ý vấn đề xe cộ và đường huyết không tốt. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, cảm xúc của người tuổi Nhâm Dần dự đoán có nhiều dao động trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Bản mệnh nhạy cảm hơn, thiếu cảm giác an toàn. Điều này sẽ khiến người tuổi Nhâm Dần lo lắng về những cái được và mất trong mối quan hệ, có thể đánh mất tình yêu đích thực của mình. Nếu hành xử không đúng, bản mệnh nên chú ý không mang những cảm xúc tiêu cực về nhà để không ảnh hưởng đến quan hệ hôn nhân. Đối với người tuổi Nhâm Dần đã kết hôn, trong thời điểm này tình cảm gia đình có thể gặp khó khăn, dễ xảy ra mâu thuẫn và thiếu sự hòa hợp trong cuộc sống. Do đó, hãy giới hạn xung đột và kiềm chế lời ăn tiếng nói của mình. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong tháng 11 âm lịch, xem tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Nhâm Dần thấy rằng các hung tinh xuất hiện trong tháng này sẽ đem lại nhiều tác động tiêu cực trên phương diện sự nghiệp cho người tuổi Nhâm Dần. Do sức khỏe suy giảm và tinh thần mệt mỏi nên bạn thường xuyên bỏ bê, lười biếng, không muốn bắt tay vào công việc. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bạn sẽ rất dễ mắc phải sai lầm trong công việc, thậm chí bị lãnh đạo đánh giá thấp. Bạn không muốn nỗ lực từ trước đến nay của mình bị đổ bể chỉ vì một chút lơ là trong khoảng thời gian ngắn trước. Vì thế, bạn cần phải cổ vũ mình suy nghĩ tích cực hơn. Nếu có vướng mắc gì không thể tự mình giải quyết, thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với cấp trên, với bạn bè, đồng nghiệp hoặc với người thân của mình để được giúp đỡ. Mặt khác, do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cẩu, kẻ tiểu nhân vẫn sẽ luôn nhòm ngó bạn, bất chấp bạn đã an phận thủ thường. Thời điểm này, bạn cần hạn chế tính nóng nảy, tránh tranh cãi với người khác, kẻo bị kẻ xấu thừa cơ hãm hại. Tuy nhiên, nếu bạn có thể chăm chỉ nhiệt tình hơn trong công việc, thì mọi chuyện sẽ không mãi u ám như vậy, vận trình của bạn vẫn sẽ có những điểm sáng. Do các cát tinh tả phù, nguyệt mã và thiên vũ che chở, càng cố gắng bao nhiêu, bạn lại càng học hỏi thêm được nhiều kiến thức hữu ích để áp dụng vào công việc bấy nhiêu. Hơn nữa, với tinh thần làm việc cầu tiến, dù bạn có mắc lỗi sai đi nữa thì cũng sẽ được mọi người thông cảm và giúp đỡ vượt qua. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong tháng 11 âm lịch,
tài lộc của người tuổi Nhâm Dần nhìn chung chưa có bước tiến nào đáng kể. Trong khoảng thời gian này, người làm kinh tế vẫn đi theo con đường làm ăn đã cũ của mình, nên đồng tiền chảy về nhỏ giọt, thậm chí bị các đối thủ cạnh tranh nhanh chóng vượt qua. Thêm vào đó, con giáp này còn ngại ngần trong việc hợp tác với người khác, bảo thủ không muốn đổi mới suy nghĩ, nên công việc kiếm tiền lại càng thêm khó khăn, nhiều người thậm chí còn lâm vào cảnh bế tắc. Đối với người làm công ăn lương, vì chưa nhiệt tình và tâm huyết trong công việc, nên khó gặt hái được thành tích cao. Các khoản thưởng nóng gần như là không có, ít nhất bạn nên cố gắng duy trì khoản lương cứng của mình, đừng vì mắc lỗi sai mà bị trừ lương. Sao bát bạch cũng khiến cho tình trạng sức khỏe của bản mệnh suy giảm. Tháng này, bạn phải xác định tinh thần mình sẽ tốn thêm một khoản tiền thuốc thang. Để có thể giảm thiểu chi phí này, bạn cần nhắc nhở bản thân sinh hoạt khoa học. Nếu có vấn đề gì thì cần thăm khám ngay từ khi còn sớm để tránh khiến bệnh tình trở nặng. Còn nếu muốn cải thiện tình hình kinh tế, bạn nên năng động và tin tưởng hơn vào chính bản thân mình để thử sức trong những lĩnh vực mới hoặc là môi trường mới. Có thể quá trình làm quen ban đầu bạn sẽ da dấp và vất vả, song cuối tháng sẽ là lúc bạn được tận hưởng thành quả của mình. Khẩu quyết: quan hệ gia đình hài hòa, nhận được nhiều lời quan tâm và động viên. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Dần và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là trắng và xanh lam. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần có dấu hiệu suy giảm. Do chịu tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh, bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vì bị các căn bệnh giặc giảnh quấy rầy. Cũng do vậy mà bạn thường xuyên kén ăn, thiếu ngủ, tinh thần uể oải, không phấn chấn. Con giáp này không nên thả trôi tình hình hiện tại mà hãy nỗ lực thay đổi, trước hết là từ lối sống của mình. Hãy ra ngoài vận động, hít thở bầu không khí trong lành và kết bạn nhiều hơn. Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà mọi người truyền cho mình. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, bạn cũng nên kịp thời khám chữa, chứ chớ nên giấu bệnh, bởi như vậy thì căn bệnh mà bạn mắc phải sẽ chỉ càng trở nặng hơn thôi. Trên phương diện tinh thần, nếu cảm thấy mệt mỏi, áp lực, bạn nên tâm sự với người thân thiết và đáng tin cậy. Đừng giấu mọi chuyện trong lòng, làm được như vậy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thậm chí tìm ra hướng đi mới cho cuộc sống. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần trong tháng mới nhìn chung không có biến động gì quá lớn. Bản mệnh có thể yên tâm đón một tháng cuối năm khá dễ chịu, chăm chỉ và nghiêm túc, thì việc gì cũng xong, nhìn thấy thành tích ngay tức khắc. Các kế hoạch đều được bạn xử lý ổn thỏa ở thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán, nhờ đó, tới cuối tháng, bạn có thể yên tâm đón một cái Tết khá ấm cúng mà không chịu bất cứ áp lực nào. Hơn thế nữa, những người tuổi Nhâm Dần còn không ngại ngần giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến. Đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ bạn khi cần thiết. Môi trường làm việc hài hòa cũng thôi thúc con giáp này chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần. Vì muốn thể hiện bản nhiều hơn, bạn nhiệt tình như vậy là tốt. Nhưng cũng nên chú ý tới thái độ của bản thân, chớ để người khác nghĩ rằng bạn đang quá kênh kiệu khoe khoang. Lưu ý rằng tháng này nguyệt lệnh lâm mộc dục có thể khiến tâm tình của bạn thiếu sự kiên nhẫn, nếu không được như ý thì dễ bỏ cuộc nửa chừng. Điều này nên hết sức tránh để xảy ra nhiều lần, nhất là trong quá trình hợp tác, làm việc chung với người khác. Có thể khi ý kiến đưa ra không được đánh giá tốt, khiến bạn chạnh lòng và giận dỗi, những thái độ đó chỉ cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của bạn mà thôi. Nhưng ở mặt tích cực, mộc dục cũng báo hiệu nhân duyên tốt lành, không chỉ lợi cho chuyện yêu đương mà còn hỗ trợ khá nhiều cho công việc. Tuổi Nhâm Dần có thể được gần gũi một vài nhân vật có uy tín giúp bạn tiến nhanh hơn. Những cơ hội như vậy không dễ gì có được, nên bạn cần tranh thủ học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm chào bản thân khi cần thiết. Hãy mở lòng lắng nghe những lời khuyên từ bên ngoài. Kể cả khi bạn không làm theo những lời khuyên này, thì các thông tin thu thập được cũng có thể giúp bạn thay đổi ý tưởng của mình sao cho hợp lý hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, cùng với công việc thuận lợi,
tài lộc của người tuổi Nhâm Dần cũng khởi sắc rõ rệt. Hơn nữa, các nguồn thu khá linh hoạt, chứ không phụ thuộc vào bất cứ việc gì, giúp cho kế hoạch đón Tết của bạn diễn ra khá trôi chảy. Đối với người làm công ăn lương, đây là tháng bản mệnh nhận được các khoản lương thưởng cuối năm, thưởng Tết, nên tài chính được dự báo sẽ khá dôi dư. Một số bạn biết trước thời cơ thể hiện năng lực đúng lúc, nên có thể sẽ được cấp trên thưng nóng một khoản không nhỏ, càng giúp số dư tăng tiến. Dù tiền bạc dư giả, tạo điều kiện để bạn sắm sửa Tết theo ý muốn, nhưng cũng chớ nên dung tiền bừa bãi. Bạn nên liệt kê những món đồ thực sự cần thiết, cắt giảm những khoản không thiết thực vào lúc này, thực hiện kế hoạch đón Tết vừa đủ, tránh tình trạng dư thừa, lãng phí. Đối với người làm kinh doanh, tháng chạp mang tới nhiều cơ hội buôn bán. Nếu biết tận dụng thời cơ, bạn có thể yên tâm hái ra tiền vào thời điểm năm hết Tết đến này, bạn sẽ thấy lợi nhuận tăng cao, doanh thu nhảy giọt bất ngờ. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên tham lam mà nóng vội, mở rộng quy mô quá mức. Tốt nhất Nhâm Dần vẫn nên tập trung vào những hạng mục có hệ số an toàn cao, mà mình đang theo đuổi từ trước và cũng có nhiều kinh nghiệm thực tế. Thị trường trước, trong và sau Tết sẽ có rất nhiều biến động rõ ràng, nên bình tĩnh quan sát để có sự điều chỉnh kịp thời. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong tháng 12 âm lịch. Do chịu ảnh hưởng của hùng tinh thiên nguyệt, sức khỏe của Nhâm Dần trong tháng chạp có dấu hiệu giảm sút. Nguyên nhân chủ yếu do bạn mãi mê với công việc, thường xuyên lo nghĩ khiến tình trạng lao lực xảy ra. Tết nhất cận kề nên có nhiều việc phải lo cũng là điều dễ hiểu, nhưng bạn vẫn nên chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an nhiên. Những triệu chứng khó chịu đó không quá nghiêm trọng, có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ, hạn chế làm việc quá sức. Ngoài ra, việc di chuyển đi lại, làm việc chân tay trong tháng cũ mật cũng phải cẩn thận, kẻo da đụng gặp tai nạn ngoài ý muốn. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc thu hút may mắn, dậy tuổi Nhâm Dần sinh 1962, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Tý. Khi nói về chuyện làm ăn giữa tuổi Nhâm Dần và tuổi Tý, cả hai cần phân biệt rất rạch ròi xem ai đang là người đứng đầu. Và vị trí top đầu luôn phải giao cho tuổi Nhâm Dần, vì con người này thích mình luôn ở vị trí đứng đầu. Tuổi Tý hơi nhút nhát sẽ là hậu phương vững chắc cho tuổi Nhâm Dần. Ngoài chiến tuyến, tuổi Tý nhanh nhẹn tháo vát, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các tổ chức thương mại khác. Tuổi Tý khi đã làm việc thì tâm huyết hết mình, đa số những công việc nào giao cho tuổi Tý đều được giải quyết đến nơi đến chốn. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Sửu. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Nhâm Dần với tuổi Sửu có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có. Nếu cả hai cùng cầu thị, người tuổi Nhâm Dần có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Sửu, sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc, vì luôn có tuổi Nhâm Dần thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Tuổi Sửu sẽ dạy tuổi Nhâm Dần cách bình tĩnh và tập trung. Ngược lại, tuổi Nhâm Dần sẽ chỉ cho tuổi Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Dần. Trong công việc, hai người tuổi Nhâm Dần cũng cần nỗ lực không ngừng để giữ hòa khí và để cho công việc êm đẹp. Tuổi Nhâm Dần vốn chăm chỉ và có hoài bão lớn. Nếu cả hai tuổi Dần đều có cùng một mục tiêu chung, họ sẽ phát đạt nhanh chóng bởi nguồn năng lượng trong họ rất dồi dào. Tuy nhiên, nếu họ không đi chung một con đường, sự nghiệp của họ rất khó thành bởi sự bất ổn định thường xuyên xảy ra. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Mão. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Nhâm Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Mão vốn khá nhút nhát, sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Nhâm Dần, sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này rất khó hòa hợp, bởi họ luôn tranh giành quyền lực với nhau. Ai cũng muốn làm việc theo cách riêng của mình và cho rằng đó là cách tốt nhất. Tuổi Thìn phải lựa nhiều để có thể trở thành đối tác của tuổi Nhâm Dần. Ngược lại, tuổi Nhâm Dần cần phải học cách để chia sẻ và làm theo mục đích chung, chứ không thể chỉ làm theo cách riêng của mình. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Tỵ. Hai hành tinh này nếu là đối tác kinh doanh thì họ lại cùng nhau làm ăn khá tốt,
tuổi Tỵ vốn rất may mắn trong chuyện kiếm tiền, nhờ khả năng đối ngoại và giao tiếp tốt. Bên cạnh đó, tuổi Nhâm Dần dũng cảm và tính tình khá thoáng, sẽ biết cách để thúc đẩy sự nghiệp kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Vậy nhưng vấn đề mấu chốt là hai con giáp này cần hiểu và hỗ trợ cho nhau. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Ngọ. Về phương diện kinh doanh, tuổi Nhâm Dần và tuổi Ngọ có thể hợp tác tốt. Họ sẽ tạo nên một môi trường làm việc hứng thú, vui vẻ và năng động, công việc sẽ tăng trưởng tốt. Nhờ vào những sáng kiến tốt đẹp và tư duy luôn đổi mới, tất nhiên trong công việc, người tuổi Nhâm Dần nên đóng vai trò chỉ đạo và phải để mắt tới tuổi Ngọ, vì họ rất dễ nhảy việc. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Mùi. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, tuổi Nhâm Dần cần để không gian cho tuổi Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người tuổi Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh. Trong công việc tuổi Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì tuổi Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng tuổi Nhâm Dần, vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của tuổi Nhâm Dần là món quà tặng lớn đối với tuổi Mùi. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Thân. Trong công việc, hai hành tinh này cũng có nhiều việc cần bàn. Tuổi Nhâm Dần nghiêm khắc và yêu cầu tuổi Thân phải làm việc nhiều hơn. Trong khi đó, tuổi Thân thích chơi nhiều hơn, làm hai con giáp này nhanh chóng chán nhau. Bởi tuổi Thân coi tuổi Nhâm Dần là kẻ thích làm bề trên. Trong mắt tuổi Nhâm Dần, tuổi Thân là mẫu người lông bông và ham chơi. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Dậu. Nếu tuổi Nhâm Dần và tuổi Dậu là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với nhau khá tốt trong lĩnh vực này. Tuổi Nhâm Dần đánh giá cao hơn tuổi Dậu về những nỗ lực cải thiện công việc và năng lực làm việc, khiến tuổi Nhâm Dần không thể phàn nàn. Người tuổi Dậu thì vui vẻ để tuổi Nhâm Dần đứng ở vị trí dẫn đầu và tình nguyện làm hậu phương vững chắc. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Tuất. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Nhâm Dần và sự trung thành đáng tin cậy của tuổi Tuất. Thỉnh thoảng tuổi Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người. Bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà tuổi Tuất thấy không hài lòng nhất ở tuổi Nhâm Dần là đôi khi tuổi Nhâm Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn tuổi Tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Hợi. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Nhâm Dần và tuổi Hợi sẽ tạo thành một tập thể vững vàng, với điều kiện cả hai cùng đi chung một con đường. Tuổi Hợi khá chăm chỉ và sự nỗ lực của tuổi Hợi sẽ tạo tiền đề thật tốt để tuổi Nhâm Dần phát triển ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Quý khán giả thân mến, ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống an nhiên hạnh phúc khi về già. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, không phải chỉ cần đợi đến khi tuổi già đến mới bắt đầu chuẩn bị. Việc xây dựng một cuộc sống an yên về già thực tế là một hành trình dài mà chúng ta cần phải đầu tư và lên kế hoạch từ sớm. Muốn về già an nhiên trước 60 tuổi, nhất định phải làm 5 điều này. Một là duy trì sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất giúp bạn có một cuộc sống an yên khi về già trước 60 tuổi. Việc chăm sóc và duy trì sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc phòng bệnh, mà còn là tăng cường sức đề kháng và cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày. Bạn nên duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, chọn những bộ môn như đi bộ, yoga hoặc bơi lội, phù hợp với lứa tuổi và tình trạng cơ thể. Bên cạnh đó, cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý, giảm lượng muối đường và chất béo trong khẩu phần ăn để phòng ngừa các bệnh lý về tim mạch, huyết áp và tiểu đường. Không chỉ quan tâm đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Hãy thường xuyên dành thời gian cho các hoạt động giúp giảm căng thẳng như thiền, đọc sách hoặc giao lưu với bạn bè để giữ cho tâm trí luôn thoải mái và lạc quan. Hai là rèn luyện tinh thần lạc quan và tích cực. Sống lạc quan và tích cực là chìa khóa giúp bạn cảm nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Trước 60 tuổi hãy học cách chấp nhận những thay đổi và thách thức trong cuộc sống, từ công việc, sức khỏe đến các mối quan hệ. Đừng để những lo toan, căng thẳng kéo dài làm ảnh hưởng đến tâm lý. Hãy tự tạo cho mình những niềm vui nhỏ từ những điều giản dị hàng ngày và luôn biết ơn những gì mình đang có. Sống tích cực còn là cách giúp bạn duy trì sức khỏe, tinh thần bền vững, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến trầm cảm, lo âu khi tuổi già đến. Hãy học cách tha thứ, buông bỏ những điều tiêu cực để tâm hồn luôn nhẹ nhàng và thanh thản. Ba là tạo dựng mối quan hệ bền vững. Mối quan hệ xã hội và gia đình cũng đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống an nhiên về già.
hãy dành thời gian để vun đắp và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp trước 60 tuổi. Việc duy trì và phát triển các mối quan hệ lành mạnh không chỉ giúp bạn có thêm niềm vui trong cuộc sống, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá. Những mối quan hệ gia đình thân thiết sẽ là chỗ dựa vững chắc khi bạn gặp khó khăn, trong khi những người bạn lâu năm sẽ giúp bạn vượt qua những nỗi cô đơn của tuổi già. Hãy tham gia các hoạt động xã hội, các câu lạc bộ hay thậm chí là hoạt động tình nguyện để xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với những người xung quanh. 4 là quản lý tài chính thông minh. Một yếu tố không thể thiếu để có cuộc sống an yên khi về già chính là tài chính. Trước 60 tuổi, bạn cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và đầu tư thông minh. Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào lương hưu, vì đôi khi khoản lương này không đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Tuổi già hãy tích lũy một khoản tiền dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là chi phí y tế, bởi vì tuổi già thường đi kèm với những vấn đề sức khỏe không lường trước. Việc đầu tư vào các kênh an toàn và ổn định như bất động sản hoặc các quỹ tiết kiệm sẽ giúp bạn có nguồn thu nhập thụ động khi về hưu. Bên cạnh đó, việc học cách quản lý tài chính cá nhân từ sớm cũng giúp bạn tránh được các rủi ro không mong muốn, đảm bảo an toàn tài chính cho tương lai. 5 là tìm niềm vui trong công việc hoặc sở thích. Cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt nếu chúng ta không có điều gì để mong đợi mỗi ngày. Trước 60 tuổi, bạn nên tìm cho mình một công việc hoặc sở thích giúp duy trì niềm vui trong cuộc sống. Đó có thể là một công việc bán thời gian phù hợp với sức khỏe, hoặc tham gia vào các hoạt động nghệ thuật sáng tạo như vẽ tranh, làm giường, chơi nhạc cụ. Những sở thích và công việc này không chỉ giúp bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, mà còn tạo ra những giá trị tinh thần tích cực, giúp tránh được sự cô đơn và nhàm chán khi về già. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.